Chào mừng anh em đến với kênh Việt Đen Gaming nha. Thì hôm nay mình khởi đầu với cái loại anh hùng đó là Optic nha. Để tuy tìm cho mình những cái mảnh ghép rất là hay ha. Ok, thì khởi đầu game này mình làm một cái lõi vàng và chắc là mình sẽ lấy luôn cái tàng thư bí mật nha. Để thử xem nó cho mình đi ấn gì nè. Ok, thì cái sàn này đó là cái sàn đầm cua. Thì mới vào thì mình cũng có tích lợi tức, thì cũng được 20 mấy tiền á. Thì chắc mình up lên 4 này ha, để mà mình bỏ vào. Đây, đưa lên đường Masia. Cái lúc này tay tôi nhanh hơn não, tôi kích lộn nè mọi người à. Nó rất là đau đầu nha. Đáng lẽ là mình chọn đường Masia nhưng mà kiểu vừa chơi game vừa chat với gái á, nó bị cuốn hay sao á, chọn nhầm ấn luôn. Thì thôi lỡ rồi, chọn Ito thì mình chơi Ito luôn nha, 4 Ito nha. Có thể sẽ là 4 Ito và kẹp can trường hoặc là Ito vô pháp. Để mình xem nó ra cái gì mình chơi cái đó. Đó. Đầu thiệt. Lỡ rồi thì mình sẽ chơi 4 Ito luôn. Ito phong này nó cùi lắm mọi người. Nó tốc vào đánh trả cái gì hết. Đây, mình chat trong game cho vui nha. Vừa chơi game vừa nhắn tin với gái, chọn nhân ấm. Ê cha, ông này chơi cặp đôi hoàn cảnh nè. Hay á. Thì cái huyết kiếm này nó có mang cho con Ray cũng được, còn hoặc là con Neko cũng được. Cho nên là mình đưa huyết kiếm vào trước nha. Ok, thì ở ra 2.3 mà mình đang có lợi tức là 30 tiền rồi. Mình đang cố gắng tích từ cái đầm cua, nó cho khá là nhiều vàng á. Thì tích nó lên. Nó cái lợi tức đầu game của cái đầm cua này nó quan trọng lắm. Khi nó lên đủ mốc rồi á, mọi người chỉ việc tích vàng và chơi thôi. Có Echo nè. Trang bị mình thiếu cái gì? Đang top 2 không biết còn cái gì không rồi nhá. Cung cũng được. Lấy cung đi. Cái cung thì mình sẽ đập cho nó luôn là cái quyền năng luôn ha. Ok, thì 40 tiền rồi mình sẽ không làm gì hết. Chắc mình đổi con Warwick vào thay cho con Sarima thôi. Ok, để thử xem mình gặp ông nào đây. Ê chà, ông chơi lõi vô pháp luôn kìa. Hút máu vô pháp thì đúng rồi. Cái khi nào đụng ông này ông ta, mình thấy ông có đồ tể luôn. Mới vô có luôn con Modder luôn. Quá dữ. Căng. Ok, thì 2.6 thì mình đã được 50 tiền rồi nha mọi người. Cái rau sau này là cái rau tiếp tục lại là đầm cua, thì có khả năng mình sẽ lên khoảng 70 tiền á cho cái rau đầm cua này ha. Để xem ông này đánh gì à? Hư không hả? Lấy băng mai chơi can trường. Hiện tại thì mình thấy có một ông hình như nãy giờ là AFK từ đầu game luôn á. Ấy chà, có luôn Eco nè. Đó, có Eco với con Katarina luôn rồi. Chốt luôn phong bài, đó là chơi vô pháp nha. Thì cái vô pháp này nếu như mọi người chơi con Ray á, kẹp thêm bánh tỉa vô nữa thì hợp lý. Thì đối với cái lợi tức game này mình chắc mình sẽ chơi ở level 8 hoặc level 9 luôn, cho nên có khả năng sẽ kẹp thêm con Bivitor nữa là đẹp. Ok, nãy sao mình thấy nó hơi bị ra tướng một tiền. Con Milio này với con Ray cũng được đó. Chắc Ron đi ha. Chắc Ron nhẹ và để giữ lại tức 50 đi. Để mình kiếm con Milio 3 và con Ray 3 sớm đi. Đó, thấy chưa? Nó là thêm hai con kìa. Này là tín hiệu từ vũ trụ rồi.
Copy đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Rồi. Rồi, ui. Thay luôn đi. Thay luôn cho nó máu. Cái này cho Poppy trước đi. Đấy. Đó, đủ đồ rồi. Ok con dê nha. Nhìn báo thật nè. Nhìn báo thật là chiếc lắp cho Echo ha. Ô, ông này ông chơi no shot hả? Ghê ghê. Quá dữ, chuẩn bị không có 5 no shot rồi. Nhưng mà mình đang lên level 5 trước nha. Có lợi thế từ con Ray nữa. Ủa này, mình đang có 3 con tướng 2 sao mà đâu ngán ông này đâu. Hơn ở một chép nữa. Gì đây? Nhà thầy Việt. Ok, mình đang cần tích lợi tức dứt luôn nha mọi người. Chà, lên được 80 tiền rồi. Ui, auto lên 1.000. Cái nút D nó rất là là có tác dụng trong cái game này rồi đó mọi người à. Đúng không? Rồi qua xíu nữa đi. Ok, level 6 mình sẽ kích hoạt 4 vô pháp nha. Nhưng mà mình đợi tới đã. Mình đang kiếm con Ray. Đó, cứ auto ra như thế này thì thôi chứ sao mấy bạn đánh được. Oh, những cái game này đó là tín hiệu nhân phẩm nó cho con Ray và từ đầu game là bắt buộc mình phải chơi Ito vô pháp này, đúng không mọi người? Trong cái xui nó có cái may đầu game thì mình đang tính chọn luôn đó là cái lõi Demacia, cái ấn Demacia để mình chơi chính Demacia. Nhưng mà sao vậy, khúc đó mình bấm bị nhầm cái thành ra nó chơi này luôn. Rồi chơi ghê nè, cặp đôi hoàn cảnh nó còn quyền năng phi thường, nó quá dữ nha. Ok, đây để mình kiếm Ray đi, kiếm con Ray 3 nè. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Roll 3 phát ra Ray 3 luôn. Đó, game này không top 1 thì sao được, đúng không mấy bạn? Đó, mình lắp cho cái găng cho con Echo luôn nha. Ray tự nhiên cái nó lên luôn. À, ông này chơi Ionia, linh hồn vợ binh kèm theo chinh phạt. Cái combo này mình có ở trên kênh mình rồi nha mọi người. Mọi người có thể ghé vô kênh của mình và xem những video mình đăng nha. Cái video này mình làm rồi, rất là bá luôn. 6 Ionia, 6 chinh phạt. Echo, 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 Echo luôn đi. Hiện tại cũng cần rất là nhiều gan á, gan lắp vô cái bàn tay công lý nè, rồi cho con gan lăng nè, nhiều lắm. Cứ lấy gan để đấy đi ha. Ok, con dê nè, lên level 6 nè, kích hoạt 6 4 vô pháp, 3 Ito nè. Thì bây giờ mọi người đang thấy thiếu gì không? Thiếu một con Nico nữa là kích hoạt 4 Ito, 4 vô pháp. Cái đội hình này nó cũng thuộc giải meta từ đầu tới giờ nha mọi người. Từ khi update 9.5 thì đội hình này nó rất là hot rồi. Đó, Ito vô pháp. Rồi, ông này ông AFK nè. Cái ông nào mà đánh Beethoven mà gặp ông này là khóc như mưa nè. Ông AFK từ đầu game luôn. Chắc đang chơi game vợ con hoặc là ba mẹ đi găng, xong rồi bỏ quan game luôn. Mình lên 7 luôn đi. Lên luôn. Đấy. Tại vì cái sàn của con đầm cua này nó cho mình được một khá khá vàng, chắc cũng lên đủ mất 70 á. Tự tin vậy đi, để mình lên level 7 sớm và mình biết làm gì không? Kiếm tướng 3 tiền. Echo nè, Katarina nè, Nico nè, đúng không? Ui, hơi đen là mình chỉ được 66 tiền thôi. Nhưng mà cả mình đang cầu găng đúng không? Nó cho một đống luôn, nó cho một cục luôn. Phải thật luôn, nắm đấm á.
Gang đấu tập nó cho gì mà ghê thiệt đấy chứ. Đóng gang đấu tập, mình đắp luôn lưỡi hái cho Echo nha. Đó, cho nó cái đó luôn đi. Tí nữa mà có giọt bắt gám vô nữa là đủ ba bộ đồ chuẩn của Echo nha mọi người. Còn con Ray thì nó sẽ có thêm một cái gọi là móng vuốt tí. Đó, chắc mình bỏ con Ray vô đi ha. Chứ con kia đâu kết hợp gì đâu. Ra được thêm hiệu chiều nhân nè. Đó, hợp lý quá đi, hợp lý quá đi. Vẫn đang có lợi tức 70 tiền. Rất là giàu. Bạn này còn chơi nó sớt hả? Nó sớt ở level 5 và hình như đang kiếm Samira 3 sao mà không ra. Đó, bạn mượn nút D của mình đi là lên được rồi. Kiếm hút máu. Ôi, ngon lành cành đào, đúng không? Auto, auto. Rồi, 4 y tổ, 4 vô phát. Quá là hợp lý. Bây giờ mình chỉ việc kiếm con sen đó, mình thay vô nữa là đẹp nè. Can trường, hai hiệu triệu nhân nữa, đúng không? Game này quá hợp lý chứ gì nữa. Nhẹ nhàng như vậy là đẩy xe hàng thôi. Ồ, gặp ông linh hồn bờ bên nè, Ionia chinh phạt nè. Quá dữ nha. 6 Ionia, 6 chinh phạt đó. Chứ không phải dạng vừa đâu mà dạng rộng đó. Đó, mình đang dắt vàng đội hình mình. Cố gắng đi. Game này dắt vàng thêm con Kata, Nico, Echo, dưới con Guyana không biết được hay không nha, tại vì mình thấy ông kia không đang chơi rồi, không tranh bài với mình á. Ok thì bây giờ mình đang cứ giữ mức lợi tức 70 tiền mà mình roll thôi, cũng không ảnh hưởng gì mấy ha. Cứ chơi đi, tại vì cái cùng lắm lên level 8 thôi và kẹp thêm bắn tỉa nữa, kết hợp hai món bắn tỉa cho con Ray nó có đam thiếu, đúng không? Chứ bây giờ đội hình mình là mà dát vàng là hơi bị dữ rồi đó. Không có việc gì mà mình phải vội roll sạch tiền hết á. Cứ giữ lợi tức mà chơi thôi. Đó, ông top 1 giờ gặp mình đâu chơi được đâu. Cái con bài này là nó counter được những con hàng phía sau như là bán tía nè. Rồi mấy con pháp sư đa chú nè. Những phù thủy nè. Nó sẽ kích hoạt và nó tàng hình ra phía sau, nó counter những cái hàng sau luôn. Thì chơi khá là hợp lý đó mọi người. Trị những cái quân bài đó nha. Ê, mình lấy cái kiếm BF luôn. Kiếm. Ê chà, ê chà. Để xem. Ôi. Quên, nãy giờ mình quên coi coi bài ông này. Để mình sắp qua bên kia bớt. Chứ còn Lalia nó bên kia nó ném đá là banh banh rồi. Ui, nó ném người ta chưa? Quá là ghê gớm. Xét lên 3 chứ. Nếu ông đó mình trị ổng được. Tại vì chỉ cần mình sắp cái con Ray đối diện cái con Lalia mà mang đồ chuẩn của ổng thôi. Trị xong con đó là được. Chỉ cần tị trị ngay con Talia là mình ok nè. Đây nè, ông này cũng lên con Guyana 3, 3 sao rồi. Chơi đồ tể. Diễn sao không chơi đồ tể. Thì mình thiếu Guyana là đúng rồi. Kiểu này thì mình không lên được Guyana đâu. Chắc cấp 8 luôn đi. Sau rau này đi. Con bắn tỉa vô cái nó ra con găng lăng luôn. Độ rồi, game này đầm cua độ mình rồi. Mình ấy mình thấy chơi cái map đầm cua này mình hên lắm nha. Không biết mọi người chơi cái đầm cua như thế nào chứ mình chơi đầm cua thấy khá là ok. Đầm cua này mà combo đầu tiên nó là lõi bạc mà
chọn AFK nữa nha. Hủy diệt, hủy diệt. Thật luôn. Từ từ. Lấy cái gân đấu tập áo đồ con Echo ra. Để mà mình cho con Milio đi. Đó. Hợp lý chưa? Rồi. Lên phát nè. Ôi, lên phát mà vẫn còn 50 tiền kìa. Bỏ cho con này. Lắp cái móng cho con kia. Hợp lý. Bây giờ mình chơi mình đỡ là con Echo bên counter bên cánh trái. Và con Ray nó sẽ counter bên cánh phải nha. Nó kiểu như vậy đó. Ray với Guyana. Bấm. Ủa. Quê chúa. Ê chà. Ông này ghê vậy. Đó được không? Nó là ông Guyana. Con Lila nó nhảy ghê vậy. Nhưng mà bập được hết chưa? Bài này dữ chứ không phải dạng vừa đâu. Ai chà. Hay xả tiền luôn lên dắt vàng đi mọi người. Đúng không? Đợi coi có gì game sau cũng được. Mình xả dắt vàng luôn đi. Không tí nữa khó lo, khó chơi á, khó chơi nha. Vẫn còn 35% là tướng 3 tiền kìa. Một đập kìa. Cho Echo nó lên để nó kiếm chứ. Mạnh, mạnh. Không tính đẹp đội hình ông nào cũng mạnh hết nha. Nhưng mà mình được cái mình có dàn vô pháp counter tốt á. Bây giờ mà con gan lăng này mà đủ đồ đi. Trời ơi, chắc nó ulti liên tục luôn á. Nó có một khi nó ra skill nó đánh nhanh để mà nó hồi mana nhanh nữa. Quá dữ, quá dữ. Hợp lý. Vì mình đang muốn thử up 9 thử nó lên luôn mà thôi không được, chắc giác vàng đi. Mình sẽ giác vàng đội hình luôn nha. Ôi chú chặt. Phải nói với nút D này hay bị dữ đó. Thấy chưa. Ủa, mình phải cho con xe 53 nữa là đồ bạn map pin. Gì đây? Ra. Thôi. Ông này, ông đang có con Echo 2 à. Bùm, nổ, ghê. Guyana của ông full 3 đồ, ba đồ chuẩn luôn kìa. Giỡn bạn. Thử xem. Không có trang bị nào đẹp hết. Không có blue, cũng không có bàn tay công lý. Lại kiếm súng. Được tiền mà lại được kiếm súng nữa. Quá hợp lý đúng không mấy bạn? Cho con gan lăng luôn nè. Rồi. Chuyên mục kiếm tướng. Sao? Một con Echo nữa. Echo. Ui. Có lại để team sau mình bắt con Kata. Chứ giờ không muốn bán uổng lắm. Ồ, thấy chưa? Mình đã chuyển cái bóc đồ qua cho con Neko nha. Đó, tại vì dù sao nó cũng tướng 3 tiền mà đồ nó mang vô nó cũng lợi thế hơn. Bùm. Ông này mà. Đó, hồi nãy mạnh ghê lắm. Bây giờ là đi với mình rồi. Ây cha. Rồi. Mọi người thấy gì không? Một con Kata. Một con Echo nữa là vàng rồi. Đúng không? Nếu như mà may mắn nữa, dứt lên luôn con Sen 3 nữa. Ai chơi? Ủa, tự nhiên cái lúc đó cái team mình nó vàng cháy luôn ta. Chỉ có duy nhất là con Guyana bị tranh bài nè. Không lên được nè. Găng lăng này khỏi phải nói rồi. 3 sao. 5 vàng sao lên 3 sao được. Ông này gì? 9 Ionia hả? Bum. À chưa 9. Ủa mà sao không cao to được con Lila ta? Nó nhảy ghê vậy? Ôi lỗi kỹ thuật rồi. Ê, bắt chuỗi rồi. Lỗi kỹ thuật. À, game này mình kiếm đồ nghe không? Dạ, chưa có Echo nha. Game này là tốt. Rồi thì em mạnh mà. Tại ông không chơi thôi chứ tôi chơi cái bài này rồi.
vô trong kênh của mình đó, mình có làm về cái bài mà chụp đôi hoàn cảnh đánh tay ly gà với xét với năm kỳ lớp nha. Lên level 8 kẹp thêm hai pháp sư đa chú, hai dũng sĩ đánh phê lóc. Để xem có đồ gì không. Echo thiếu đồ quá. Auto nó lên 3 luôn rồi, đánh gì nữa mấy má. Nếu mà quyền trưởng cho gan lăng mà thôi, lấy gan đạo tặc cho được con đúng nào không? Đúng rồi, cho con Katarina quá hợp lý. Trời ơi, ông này xấu Surima tựa lưa hột dưa hết ha. Để tôi xem nha, vô ông win được tôi không. Bây giờ mình nói thiệt là quá mạnh rồi. Kata chỉ cần chờ lên 3 nữa thôi, tí nữa nó random ra đồ đẹp cái nữa là giết hết. Giết hết. Đó con này, mấy con này. Kêu gọi cho đi Rai, Rai kêu vô bao nhiêu cũng chết hết. Vô đây. Vô đây mà ăn kiếm chút. Vô đây kiếm chút. Rồi giờ còn mình con sói làm gì? Con na sót làm gì? Đi, đi. Rồi xong. Final rồi. Giờ còn ông này. Ui. Không cần Ron luôn, nó từ ra luôn, nó sợ mình rồi. Nó nói thôi ra đi chứ, mình bấm nút lên nó ra như vậy à. Đó, để mình nói cho ông biết, bài này mạnh lắm. Tôi đánh toàn top 1. Rồi. Bây giờ chỉ việc sắp bài ra counter không thôi chứ làm gì. Đúng rồi, đưa con đưa ra giữa. Test đầu game này. Hai set, hai Nautilus. 18. Rồi mà bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video. Đây là đây phong bài nó khá là hợp lý, mọi người có thể áp dụng nha. Rồi, hãy ủng hộ mình một đăng ký và nhớ bấm chuông thông báo những video mới nhất nha. Bye bye mọi người nha. Và có ý kiến bất kỳ gì á, vui lòng để lại với comment nha. Mình thấy mọi người ít tương tác quá.